Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một căn nhà vườn đang bán, Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha. Thì ở đây là gần với bệnh viện đa khoa của tỉnh Tiền Giang á, bệnh viện đa khoa mới đó anh chị. Từ đây mà anh chị đi qua đó thì chắc khoảng tầm chừng 2 cây, 2 cây rưỡi. Hoặc từ đây mà anh chị đi qua chợ Trung An, rồi trường học hoặc là Ủy ban Nhân dân xã Trung An á, thì trung bình chắc cũng khoảng tầm 2 cây, 2 cây rưỡi á. Nói chung là anh chị chạy xe là 5 đến 10 phút thôi là mình sẽ tới chợ, trường học, ủy ban, rồi bệnh viện luôn ha. Rồi thì đây á là nhà của mình sẽ nằm trên mặt tiền lộ đan là 3,5 m. Lộ này thì xe ô tô 16 chỗ là vô cũng thoải mái luôn. Thì bên này là cái căn nhà vườn mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Nhà mình đó thì điện, nước, wifi là đầy đủ nha. Sẽ có những cái ưu khuyết điểm riêng thì Quyền Trang quay cho anh chị mình xem. Thì nhà của mình á có bề ngang là 20 m, sẽ tính từ bên này đi qua bên này là bề ngang là 20, chiều dài á là 35 nha. À, ôi chị ơi, tổng diện tích là 700 đủ luôn hay là có thiếu gì không? Hơi non xíu à, diện tích là khoảng tầm chừng 700 m², thiếu tí xíu ha anh chị. Rồi thì đây là căn nhà mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị nè, đó là một căn nhà vườn ở thành phố Mỹ Tho ha. Đó thì anh chị xem. Nhà thì xây mái thái đàng hoàng luôn nha anh chị, và nhà thì còn khá là mới luôn. Mình có một cái khoảng sân rất là rộng nè. Ở ngoài trước có là làm sẵn một cái vàng để anh chị mình trồng dây leo rồi đó. Đó, bên hông thì mình cũng còn đất trống ha. Đây. Đó anh chị xem. Cái vàng dây leo ngoài trước này nè, nếu mà anh chị mình chịu khó mình trồng thêm mướp và mình trồng thêm bầu bí đồ đó, rồi nho đồ mình phủ xuống thì sẽ rất là mát và rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi thì bây giờ Quyền Trang sẽ dẫn anh chị đi vô bên trong căn nhà của mình ha. Đấy anh chị xem nè. À. Đây. Nhà rất là đẹp luôn. Nhà mình á thì Quyền Trang thấy là còn khá là mới luôn. Anh chị vô là mình ở thôi chứ mình cũng không phải sửa sạn gì nhiều ha. Thì anh chị xem nè. Để em bắt đèn lên đây. Đó, anh chị xem. Đây đây là khu vực phòng khách của mình ha anh chị. Đó. Phòng khách nha. Nhà mình thì sẽ có một phòng khách nha, một nhà bếp. Rồi ở bên này là có hai phòng ngủ với một nhà thờ. Thì đây là cái chỗ làm việc nè. Còn bên này là khu vực nhà thờ đồ nè anh chị. Phòng thờ đồ đó. Đó. Nói chung là gọn gàng sạch sẽ lắm nha. Đấy. Đó anh chị xem. Chủ bán thì không tặng nội thất nha. Thì chủ nhà kêu giá là 4 tỷ, khi nào mà anh chị mình đi xem á, mình sẽ gặp trực tiếp với chủ nhà luôn để mà mình thương lượng giá cả nha. Thì nội thất thì chủ không có tặng, có gì mình thương lượng lại trực tiếp với chủ nhà. Này. Nói chung là em thấy là nhà khá là mới luôn. Gạch dán đồ cũng sạch sẽ, nói chung là chủ xây để ở thôi chứ không phải là xây để bán. Cho nên là anh chị cứ yên tâm là mình xây rất là đẹp. Đây, đây là một phòng nè. Nhà mình thì sẽ có hai phòng ngủ ha. Đó. Đây, đây là phòng ngủ thứ hai. Ơi, bắt cái gì vậy ta? Đó, anh chị xem nè. Đó. Mặt rất là đẹp luôn. Có camera sẵn luôn ha. Rồi khu vực ở ngoài sau á là chỗ nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm của mình thì cũng rất là rộng luôn. Rồi mình có thêm nhà kho ở ngoài sau nữa. Đó anh chị xem. Đây. Ở đây là phòng tắm mình là bằng một cái căn phòng nhỏ luôn á. Rồi ở bên này á là mình có thêm chỗ mà mình để đồ, mình ủi đồ đồ nè ha. Để bắt lèn lên để không thấy đường. Em bị cận anh chị ơi, thích cái gì cũng sáng hết. Đây. Rồi ở ngoài sau này nữa là nhà kho nè. Đó, ai để anh chị mình có đồ vật dụng gì đó, phơi đồ thì mình để ở đây. Còn ở bên này là sân vườn của mình. Bây giờ Quyền Trang ra quay cái sân vườn cho mình xem ha. Thì em xin nhắc lại tổng diện tích là 700 m² mà hơi yếu một tí xíu. Bề ngang là 20, chiều dài là 35. Thì chủ kêu giá là 4 tỷ, giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ nhà để mà mình nói chuyện với nhau cho nó dễ. Nhà mình thì không có màu mã nhưng mà bên hàng xóm thì có ha. Ở đây thì sát bên của mình là sẽ gần một ngôi chùa nha anh chị. Đây.
Này, anh chị thấy nè, ở Mỹ Tho thì đa phần là sẽ là những cái miếng đất nền thôi. Mình mà tìm diện tích rộng rộng như vậy thì cũng khá là hiếm. Bên này nè, tại vì ngang 20 mà, bên này anh chị mình còn một khoảng đất. Anh chị mình có thể trồng thêm cây ăn trái hoặc là mình muốn xây nhà cũng được. Thì em thấy là chủ nhà xây theo cái phong cách nhà vườn. Cho nên ở đây là trồng cũng nhiều loại cây ăn trái lắm nha. Em thấy là có xoài, có cóc nè. Có bưởi nè, có ổi nè, rồi có nhãn nữa nha. Mấy cây này là cũng lớn lớn hết trơn rồi. Đó anh chị xem. Đấy. Đất trống cũng còn khá là nhiều. Ngang của mình là 20, ở đây thì nó sẽ hơi ẹo một tí xíu ha. Thì ở đây có một cái mã, chủ đã xây cái tường bê tông kiên cố lên rồi. Ở ngoài sau cũng có, nếu mà anh chị không quen thì mình có thể là xây cao lên ha anh chị. Nhà mình sẽ gần cái chùa ha. Đây. Ở đây thì có mít rồi nè, có dừa luôn. Một vườn cây ở ngoài sau, đất trống thì cũng còn nhiều, có bơ nữa. Đó. Anh chị mà mình thích, nói chung là có một số anh chị là mình sẽ không thích ở đây. Nhưng mà những anh có một số anh chị thì em thấy là mình sẽ không có để ý á, cho nên em quay cho anh chị mình xem. Đó, có dừa, nói chung là có gì cũng có hết á anh chị. Đó. Cô chú nào mà tu tại gia hay gì đó thì mình hoặc là thích ở gần chùa, mình theo đạo Phật thì mình có thể quan tâm, mình ở sát bên luôn kìa. Rồi thì nhà của mình nó là nằm ở hướng đông bắc nha anh chị, nhà là hướng đông bắc. Ở đây nè anh chị đi chợ trường học ủy ban của xã Trung An á thì anh chị đi gần lắm, ở khu vực ở đây là cũng gần công ty nữa nha. Để em kiếm rồi. Đây chợ Trung An. Hồi nãy em nói là cách chợ Trung An thì khoảng tầm chừng 2 cây, nhưng mà không tới anh chị ơi. Mình cách chợ Trung An chỉ có 3 phút nè, là mình chạy xe là chỉ có 1,2 cây số là mình sẽ tới chợ Trung An. Trường học ủy ban rồi khu ở đây nè, công ty công xí nghiệp cũng nhiều ha. Ở đây cái phần đất trống còn dư á, nếu mà anh chị mà mình xây nhà trọ cũng được nha anh chị. Anh chị muốn xây nhà trọ cũng được, tại vì anh chị thấy nè, từ vị trí của bạn á, mà lại tới chợ Trung An là có 3 phút thôi. Mà anh chị lại tới cụm khu công nghiệp Trung An á, thì để em xem. Ở cái vị trí nhà của mình mà anh chị lại cái cụm khu công nghiệp Trung An là mình đi có 8 phút. 8 phút là chạy xe là khoảng tầm chừng 4 cây số thôi là anh chị sẽ tới chợ cái cụm khu công nghiệp Trung An. Thì ở đây á là công ty xí nghiệp nhiều, anh chị mình có thể xây nhà trọ cũng được, cái phần đất còn dư á anh chị. Mình có thể cho xây nhà trọ cũng được ha. Công ty rất là nhiều nè. Rồi nó cũng gần siêu thị, gần chợ đêm, gần bệnh viện 120. Nói chung là ở đây đi đâu cũng gần hết nha. Còn ở đây mà anh chị về bến xe miền Tây là 60 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng rưỡi. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm căn nhà này thì alo cho Quyền Trang hay. Nhà mình sẽ có những cái ưu khuyết riêng, như là ưu điểm là nằm ở ngay cái trung tâm, giống như là trung tâm của Mỹ Tho rồi anh chị. Khu này rất là đông luôn ha. Còn khuyết điểm thì với một số anh chị thì nó sẽ gần mã, gần chùa, anh chị không thích. Nhưng mà em thấy là có một số cô chú thì mình sẽ không quan tâm cái này. Thì cái này là tùy theo lựa chọn của anh chị nha. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo cho em nha. Với cuối năm có nhiều căn nhà giảm giá lắm, Quyền Trang sẽ quay cho anh chị mình xem. Rồi bye bye anh chị ha.